Thế bố có thấy mẹ con khổ không? Mẹ nó xuống rồi à, khổ cái gì? Hả? Thế bây giờ phải chăm bố nhá, thuốc thang nhá, kiếm tiền nhá. Rồi đưa bố đi viện nhá, thế đi đi viện thì ai bao nhiêu lần thì ai chăm bố? Ai bế bố, ai tắm cho bố, ai lấy thuốc thang cho bố? Rồi đi vệ sinh, vệ xước thì ai lau chùi cho bố? Mẹ con làm chứ ai làm? Thế mẹ con có kêu khổ không? Còn gì nữa đâu mà sầu với chứ. Có cô quy lại rồi. Thế này là chấm hết. Hả? Thế này là chấm hết. Thế vài hôm nữa không được nói nhớ bà nữa nhá. Nhớ thì vẫn nhớ nhưng mà nó không còn cái gì để mà nhớ nữa. Nhớ thì vẫn nhớ nhưng mà thì không còn cái gì để nhớ. Thế này thì nhớ cái gì? Hãy đi lấy vợ mới. Hả? Mà đây, mẹ lấy mẹ giết cho ta một bà nhỉ. Tao tiền con phải chi vậy?